Dạ con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay thì con cũng tiếp tục mời quý cô chú mình xem một cái clip mới nữa tại vườn của anh Bonsai Trần Sang. Có địa chỉ tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang quý cô chú. Đây. Một cái khung cảnh rất quen thuộc và với rất là nhiều cây đẹp để cho mình lựa chọn, thì cũng mong được sự yêu mến ủng hộ của tất cả quý cô chú dành cho anh cũng như là dành cho kênh. Con mời quý chú mình sẽ vào bên trong ha, mình sẽ giao lưu chi tiết. Rồi em chào anh Sang ơi. Dạ em chào anh Khánh nha. Và con cũng xin kính chào cô chú anh chị ha. Và hôm nay thì con cũng tiếp tục giao lưu, xin giao lưu cô chú anh chị một số cây mới ha. Nói dạ. Chung là cũng đa dạng cây á. Thì mong cô chú anh chị xem được cây nào rồi cũng ủng hộ cho em. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị những clip vừa qua đã ủng hộ cho con và cho em nhiệt tình ha. Và mong rằng cũng được sự ủng hộ tiếp tục của cô chú anh chị ha. Và số điện thoại của con là số 0866 098 579 là số Zalo của con nghe cô chú anh chị. Còn địa chỉ của con là tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang ạ. Dạ. Dạ. Rồi, mình không mất thời gian của cô chú mình vô luôn anh ơi. Dạ, đây là một cây mai chú thủy của cô chú anh chị. Dạ, mình tuy tuy là nó nhỏ ha. Nhưng mà cây này nó rất là già. Nhỏ nhưng dạ. Mà già. Chi cành cũng liền thân liền cốt hết trơn ha. Dạ, cây này là trung lưu của chú anh chị. À một cây trung nu anh ha. Dạ, trung nu mà người ta bẻ là bây giờ là dây nhỏ là tháo hết rồi ha. Bây giờ nó chỉ còn một số dây là nó hơi ngóc nhẹ thôi, là em đệm dây ra thôi, nhưng nói chung là nó cũng theo hết rồi ha. Dạ, mà cắt thì kéo bít hết rồi ha cô chú. Dạ. Mà cắt kéo bít hết. Những cái chi này cô chú anh chị coi ha, là nó cũng rất là già, mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó người ta nuôi trong chậu quá lâu năm á. Rất là già. Những cây này của mấy ông lão ngày xưa người ta chơi á. Để em đo chiều cao ha. Chiều cao được 45 ạ. Tán ngang từ bên đây qua đây được 58 rồi cô chú anh chị. À, chiều dài. Dạ, tán ngang được 43. Khoe xương cô chú ha. Dạ, cái này thì lặt lá khoe xương. Quanh thân được 13 cô chú anh chị. Điểm chi tử ở dưới ha. Dạ. Tên thân chính mẫu tử của chú. Cái bệ đế này là được 60 cô chú anh chị. Dạ. Cái này đang nằm trong cái chậu chữ nhật phủ bì được 38 ạ. Rồi. Dạ. Rồi chiều ngang đi, em đo nó cái chiều ngang cho cô chú anh chị xem. Chiều ngang phủ bì là 26 ạ. Cây này tuy nó nhỏ nhưng mà nhìn rất là duyên ha. Dạ rồi. Bẻ rễ thì nó ra nó chảy đều hết ha. Giá sao đây anh Sang ạ? Dạ, cây này em xin giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu ha. Em bao ship toàn quốc ạ. 2 triệu thôi anh hả? Dạ. Đây là mã số 18 của chú anh chị ha. Thành phẩm nha cô chú. Đó, cốt chi bằng ngón tay con nè. Đều hết trơn luôn, mấy chi lớn đều nhau. Những liền. Cái vết cắt này là hồi xưa người ta cắt chuyển là nó kéo bít hết này cô chú anh chị. 2 triệu. Dạ. Bao ship toàn quốc anh ha. Dạ. Để được nuôi cây như thế đó lâu lắm cô chú. Cái to thì chưa chắc đã nói lên được cái gì cô chú anh chị, mà đôi khi nhỏ nó giá trị còn hơn cái to anh chị, cô chú anh chị ha. Rồi đổi giúp em luôn, rộng chữ C, cành rớt theo chú, cành lả. Tiếp luôn anh Sang ơi. Này chặt quá. Rồi. Rồi. Rồi mã số 19 cô chú anh chị. 19, mình có một cây linh sam anh ha. Dạ, 19 là một cây linh sam. Cây này thì cái độ già nó cũng tương đối dài quá chú anh chị. Hai thân cho xích lên. Hai thân lượng của cô chú ạ. Cây này chi cũng đều hết trơn ha. Dạ. Giờ chiều cao nào được 55 của chú anh chị. Cái quành ngay vị trí này là 30 ạ. Dạ, quành 30. Chiều dài là được 80. Chiều ngang được 55. Sam nuôi cũng già chi ha cô chú, đây nguyên cái vàng xương nữa. Cây này là thế vậy chứ nó già lắm hay cô chú anh chị. Giờ cái chậu này lọt lòng là được 50 cô chú anh chị. Dạ, anh chiều ngang là lòng 30 ạ. Anh đo cái bệ đế này giúp em luôn đây. Dạ. Tổng cái cụm đế này. Dạ đúng rồi.
đo hết cái này bao nhiêu đây, tổng cái bệ này được 74 ạ. Rồi, dạ rồi, cây này giá sao đây? Dạ, cái này em xin giao lưu của chú anh chị là 3 triệu ha. Dạ, một cây sam rất là già của chú ha. Dạ. 3 triệu. Cái này bao ship toàn quốc không chậu anh ha? Dạ, bao ship toàn quốc, không chậu. Dạ, rồi, đổi giúp em luôn. Rồi. Một cây kế bên là một cây khá độc đáo của chú. Cây, cây gì? Cây cây gì anh? Đừng nói quên. Cây phi lao. Còn có tên gọi khác là cây gì nữa? Cây dương. Cây dương. Dạ dạ. Dạ. Một cây phi lao, cây dương có một cái cành quái, cành hồi quái. Dạ, cành hồi quái ha. Dạ, chiều cao được 90 ạ. Dạ. Cái quạnh ngay vị trí này là được 37. Dòng này là dòng khai thác của chú ha. Dòng tổng cái cụm này là được 85 của chú anh chị. Dạ. Cái này dòng này mình chơi lũa cũng đẹp lắm. Đặc biệt cây này nó liền cái bể qua đây anh ha. Dạ, nó liền. Nó lên mấy cái thân này. Nó có cái mấy cái cành nói chung là đủ để mà mình già cây lắm của chú ha. Già dẻ đỏ chứ chốc già. Còn cái cần phía trên này nè của chú đó. Ở chỗ này thì nó có cái giống như bị lũa anh. Dạ. Dòng này thì lũa nó cũng không sao, thấy nó giống như cẩm thị vậy ha. Rồi một cây phi lao dáng cũng khá độc đáo của chú ơi, một cây dương. Dạ, để em đo cái cành hồi đằng sau ha. Dạ. Cành hồi đằng sau là được 63. Rồi cây phi lao này em xin giao lưu của chú anh chị là 2.200.000 ha. Em bao ship toàn quốc ạ. 2.200.000 của chú. Đặc biệt cái bệ này. Cái này là mã số những cái co này đẹp lắm. Mã số 20 của chú anh chị. Co liền ha, cái này là liền nhau chứ không phải là nó mọc rời ra ha. Dạ, từ... nó nguyên một cây á. Cây rồi nó mọc nhìn rất là khéo ha. Dạ. 2.200.000. Dạ. Anh sang bao ship cho mình 200 km luôn. Dạ. Bảo lộng ship toàn quốc. Ship toàn quốc ạ. Dạ rồi. Ở đây là một cây bông trang vàng á cô chú anh chị. Trang vàng. Dạ, tàn này khá ấm ha. Dạ. Tàn tròn. Trang vàng dòng xưa anh ha, lá dạ. Nhỏ xưa. Dạ. À, đang trồng xe vậy nè. Rồi em đo chiều cao ha. Dạ, chiều cao được 60 ạ. Dạ, 60 chiều cao. Tán ngang được 82. Quanh thân ngay vị trí này là 16. Dạ. Em đo cái cũ ha. Cái cũ ngay vị trí là 22 ạ. Dạ, chứ anh rứt mấy cái này giúp em. Cái cũ nó cũng khá tròn luôn chú ơi. Dạ, cũ nó tròn lắm. Dạ. Rồi giá luôn anh ơi. Dạ, cái này em xin giao lưu của chú anh chị là 1.500.000 ha. Dạ. Là mã 21 ha. 21, 1.500.000, dạ. Một cây trang vàng. Dạ, rồi, tiếp tục luôn. Rồi, đây là một cây mai chiếu thủy của chú anh chị. Cái này ngày xưa người ta trồng trong cái chậu nhỏ. Dạ. Chậu hay cái lu gì đó. Nên mùa đế nó gom gom lại ha. Rồi, cái dạ. Này mình về mình cắt lượng lại ha cô chú. Dạ, cái này cô chú anh chị mình về mình tư duy thêm ha. Dạ, chiều cao là được 43. Tổng cây cũ là được 80 ạ. Dạ. Dạ. Cao 43, cũ là 80. Đường kính bầu là 39 ạ. Dạ, dòng này là dòng gì anh? Dạ đen lá lớn hả? Dạ, da đen lá lớn. Rồi cái cây này em xin giao lưu cô chú anh chị là 900k ha. 900 thôi chú. Giờ dạ. Mình cắt gọt tùy thích ha. Mình sửa dán đồ lại mình chơi. Đây, mấy cái này thì mình cắt lược bớt. Ở trên này con thấy cọng rễ này nó có một cái điểm lũa mà nó cũng sành ha. Đó. Rồi mã số này mã số 22 của chú anh chị ha. Dạ, rồi, tiếp tục luôn. Dạ. Đây một cái xi búp hồng của chú anh chị. Xi búp hồng. Dòng cây quen thuộc của anh Sang của chú ơi. Dạ.
clip nào cũng có si cho quý cô chú mình lựa chọn hết trơn. Những cái cây si rất quái, rất đẹp. À, chiều cao được 56. Tổng cái bể này là 155. Tổng bể 155. Dạ. Dạ, đường kính bầu là được 66 ạ. À. Cây này thì nó có bể lạc hay cô chú anh chị? Nó có cái đường truyền. Dạ. Dạ. Cô chú anh chị mình về mình tư duy thêm ha. Tại vì em thì làm nó dạng sơ sơ đâu cô chú anh chị. Này do mình cũng để trong mát anh ha. Dạ. Giống như mấy cây kia ha chú, hồi có cây này là cây búp hồng nha cô chú anh chị chứ không phải là cây ấy. Tại đây nó có một cái số lá nó ra nhỏ nhỏ, nó hơi hồng nhẹ. Dạ. Dạ. Tại em để trong mát đấy cô chú anh chị. Rồi, cây này giá sao đây anh ơi? Dạ, cây này em xin giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu ha. 23 anh ha. Dạ. Mã số 23, giá là 3 triệu. Dạ, rồi tiếp tục giúp em luôn. Dạ. Rồi, cây này cái gì mà? Đây là cái sọp ạ. À, cây sọp đỏ anh ha. Dạ, cái này cũng nằm trong chậu rồi cô chú anh chị. Sọp trong chậu rồi người ta đưa xuống đất nè. Nó có bể rễ nó cuốn rồi ha. Dạ, nằm chậu đưa đất xuống dạ. Anh ha. Dạ. Cây thì nhỏ khá là lạ. Ở đó người ta trồng dách. Ở đâu mà cái này lúc đó trồng chậu luôn mà đúng không? Dạ, chậu. Đúng. Lúc mình bứng là trồng chậu luôn. Cái này chiều cao 38. Cái quành ngay vị trí này 23. Đo bể lõ là 33. Dạ. Cái chất nó đẹp lắm chú. Đường kính bầu là được 45. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị là 600.000. 600 thôi anh hả? Dạ. Rất dễ thương thôi. Rồi mã số này là mã số 24 của chú anh chị. 24. Dạ. Dạ. Rồi tiếp tục giúp em luôn. Dạ. Cây sọp đỏ ha chú. Để nè. Dạ đây là một cây siro. Siro của chú anh chị. Siro. Siro à, nó có nhánh này cô chú anh chị mình về mình chiết ra là được thêm cây ha. Dạ, một cây siro đang cho trái. Dạ. Vừa rồi nó ra trái nhiều lắm. À, này trên cây thì trái nó nhiều màu của cô chú ơi, nó giống như hải châu vậy đó. À, chín thì nó màu đen. Còn tươi thì nó màu đỏ ha, màu đỏ, màu trắng, màu trắng dạ. Hồng. À, màu đỏ hồng, hồng đẹp lắm. Trái này mình lấy mình làm nước uống. Dạ. Dạ, chiều cao là được 103. Tán ngang là 95. Dạ. Siro. Cái quành ngay vị trí này là được 11. Rồi, được rồi đây. Dạ, đường kính bầu là 40 ạ. Cái này em xin giao lưu của chú anh chị 1.500.000 ha. Em bao ship toàn quốc ha. Dạ, 1.500.000. Dạ. Siro. Siro. Cái trái không mà nhìn thấy rất là đẹp ha. Nó bóng nhìn nó tím tím đẹp lắm. Dạ, rồi, đổi giúp em luôn. Dạ. Rồi, đây là một cây si búp hồng của cô chú anh chị. Cái này em cũng có tỉa ra để cho nó thoáng cái thân thôi cô chú anh chị nhìn cho nó rõ ha. Dạ, hôm nay lên tược cũng mập mập hết trơn ha cô chú. Mập mập. Cái này là lý do em có cho ra ngoài lắng đâm ra là nhìn cái búp nó hồng hồng ha. Mà nó hồng hồng hoặc hơi nếu mà ra ngoài lắng gắt này chắc coi chừng nó là siêu búp đỏ không chừng nữa. À, chiều cao là 40 ạ. Chiều cao tới cái nhánh ở trên này thì được 70 ạ. Dạ. Cái dách này thì dách nằm ngang. Dạ. Tổng cái bể là được 100 của chú anh chị. Dạ, dách ngang vậy nè của chú. Si búp hồng. Rồi, cái dách dạ. Này nhiêu đây anh ơi? Dạ, cái này em xin giao lưu của chú anh chị là 2.200.000 ha. 2.200.000. Dạ. Em bao ship toàn quốc ạ. À. Nói chung là chắc ăn này cô chú anh chị nó ra màu này là cô chú anh chị khỏi lo ha. Dạ. Nó đã ra được màu hồng tại vì lý do là nó lắng ha. Thì cái em về đa số là
thường là rồng xiêm búp hồng nhiều. Đâm ra có một số cây ví dụ nó chưa ra cây phôi thì nó chưa có ra màu ha. Còn đến khi mà nó ra màu thì cô chú anh chị ví dụ em bán này em bao hết ha. Bao là cũng như đúng là xiêm búp hồng của chú anh chị ha. Này cô anh lượt, chị khỏi lo. Lượt chi ha cô chú. Dạ. Cho mình sẵn luôn rồi. Vậy cái mình có thể vô dây định hình được. Dạ. Thì em chứ em bán cái nào em nói cái đó để rẻ sau này cô chú anh chị mình mua không bị lầm mà mua còn túc tiếp tục quay lại ủng hộ cho em nữa. Dạ. Rồi, dạ. Tiếp tục anh ơi. Mình có một cây lài kép đúng không? Lài này lài cánh kép. Là đúng rồi. Cây này là lài cánh kép. Dáng bay rất đẹp của chú ơi, hôm nay ra tược rất mạnh luôn. Cây dòng này thì nó giống cũng giống như mấy cái bông nó ra đọt là ra đủ bông, dành dành rồi đó của chú. Nó cùng họ. Đấy. Cánh kép thì nhìn dễ biết lắm ha. Cái nụ nó đặc cứng luôn, xếp. Đúng rồi. Nó ra tròn xe đặc cứng. Nó ra bông như kiểu bông cúc á. Đây, mấy cái này là mấy cái chuẩn bị cho nụ hết. Cứ ra chồi là bắt đầu đâm nụ. Đây nữa nè. Đây nó ra. Nhiều lắm. Nói chung là ra nụ nhánh tược già già là bắt đầu đâm nụ. Em đo chiều cao đây ha. Em đo tới cái thân chính thôi. Là được 83. Cây dáng bài. Cành bay được 80. Quay ngay vị trí này 18 của chú anh chị. Được anh ơi, 18. Cây này em đi nè, em bao chậu luôn cho cô chú ha, tại chậu ở trong mũ. Dáng bay giót ngọt, cánh kép như quý cô chú đã thấy chính xác. Rồi, cây này giá sao đây anh ơi? Dạ, cây này em xin giao lưu của chú anh chị 1.200.000 ha. 1.200.000 thôi của chú ơi. Dạ. Rất hoa rất thơm luôn. Mã số hai mấy đây? Mã số 27 ạ. 27. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn anh Sang ơi. Tiếp tục mình sồi ha. Dạ. Một số cây sồi trong trong nhà nữa của chú ơi. Đây. Anh có mấy cây sồi dáng thú rất độc đáo. Em có hai cây này nó giống như một cặp với cô chú anh chị. Giống như hai con thú anh ha. Dạ. Y gan hai con thú gì đây không biết đâu chứ. Sồi gì đây anh Sang? Dạ, xoài này xoài Đài Loan anh ạ. Sồi Đài Loan. Dạ. Dạ, chiều cao là 1m6 ạ. Chiều cao 1m6. Dạ. Cái này nó khó đo tại lầm dưới đất á, thì em đo ở bên ngoài ha. Dạ, ngay vị trí này 96 của cô chú anh chị. Rất là to anh ha, 96. Dạ. Nguyên cái mình nó nằm dài luôn anh ơi. Dạ. Nguyên mình nằm dài giúp em luôn đi. Cái này cũng khó đo cho mình lắm. Dạ. Mình nó nằm vậy là nhiêu đây? Dạ, mình nó nằm dài này là được 87. Dạ, mình nằm dài 87 ha. Dạ. Chú, ở trên này có chân cành một số cái luôn. Cái này nó khó đo lắm, chắc cái này 150 ha cô chú anh chị. Nếu mà đo vòng vòng qua đây nó khoảng 150 ha. Dạ, nguyên cái mông. Dạ, nguyên cái mông. Mông bàn tay em để đây cô chú anh chị. Nó không xin gì mấy cái mông. Dạ. Nó có mấy cái đặc điểm này là lý do là nó lớn rồi nó ra nó kéo ra nó bung ra cô chú anh chị, chứ nó không phải bị hư bọng gì hết ha. Rồi, đây. Dạ. Bỏ giò, bỏ mông đồ đủ thứ hết trơn của chú ha, nguyên cho mình. Chén có thú. Có ở trên này anh Khánh. Ở trên này là nó có một cái đường lứt ở trên này. Dạ. Dạ. Cô chú anh chị mình để hay lại chơi cũng được ha, không mình về mình cắt thấp xuống nó vẫn có dáng chơi đẹp ha. Đường nước này thì cũng khá lâu của chú ha. Đường nước là cái đường bo vô. Dạ. Này nó có nguyên cái cục. Cái cục này ngày xưa dạng người ta cắt nhánh nó ra nguyên cái. Ở bên đây cũng có đó anh. Dạ. Nhà những cái nhánh đó, khi mà dạ. Mình cắt mặt cắt nó trở thành những cái mặt nu. Bên đây cũng vậy nè, bên đây cái mặt này. Cuốn rồi ha, khá mạnh giống như cốc vậy. Dạ. Rồi anh ơi, cái cây này giá sao đây? Cái này mã số mấy hả? 28. 28. Dạ, mã số 28 này em xin giao lưu chú anh chị là 7 triệu ha. Cây này khá nặng anh ha. Dạ, cây này bự ký anh xem. Cây này bự, cây này cỡ 300kg không? Chắc cỡ 300kg ạ. 7 triệu anh ha. Dạ. Bao ship 200 cây. Dạ. Nếu mà cô chú anh chị nào mà muốn thí dụ anh chị cô chú anh chị ngoài miền Bắc miền Trung rồi đó. Có giao lưu thì cũng như mình thương lượng phí ship ha. Em vẫn ship được. Dạ, thú của chú ơi, ảnh có 4 cây ha, lớp mình giới thiệu 2 cây thôi. Dạ. Mình có nhu cầu 4 cây luôn thì xin mời gọi cho anh Sang. Cái này thì nó ra nè, cây đó thì chưa có thấy phúc tượng của chú ơi. Một số cây thì nó đã phúc tượng. Cây này mới độc đáo nữa nè, cây này cái bụng nó lượn xuống luôn. À, cây này
nói chung là rất là già. Mới này thì cái nó hơi đi xuống. Dạ, sầu Đài Loan của chú ha. Dạ. Cái này chiều bay đi, à, chiều ấy đi, 103. Dạ. 103. Rồi ngang cái cổ bụng đó là nhiêu đã? Dạ. Này 109 ạ. À. Dạ, 109. Dạ. Chiều cao luôn anh xem ơi. Chiều cao này được 136. Dạ. Dạ. Cao 136. Rồi. Cây này thì ra tược anh ha. Dạ, cây tại cây này người ta cắt trước. Đây cây này thì em mới cắt hôm rồi, đâm ra nó chưa ra. Dạ. Dạ. Nằm dáng thú của chú à, nghiêng nghiêng xuống như này ha. Mình nó dương dương xuống. Rồi. Cây thì khá già của chú anh chị. Cái nước da này. Rồi, cho em cái giá luôn anh ơi. Dạ, cái này em cũng xin ra lưu của chú anh chị 7 triệu nữa ha. 7 triệu anh ha. Dạ. Mã số 29. 29. Cũng 7 triệu luôn. Dạ. Một cặp giống như nhau của chú ha. Một cặp giống như nhau. Mình có nhu cầu làm sân vườn đồ này nọ. Mình để cũng khác lạ của chú. Một cặp sồi thì nhiều, dán trực thì tháng dán trực thì bao la luôn. Nhưng mà ráng này thì đúng dán là này cũng thì khó cũng ít thấy. Dạ, ráng này thì em từ khi em mua bán cây bây giờ em mới gặp là dán thú dán nằm ít thấy, chứ còn sồi mà dán trực thì hàng hà xa số luôn chú ha. Dạ. Rồi tiếp tục giúp con luôn quý chú ơi, mình sẽ đi ra ngoài này tham khảo một số cái mẫu vú sữa anh ha. Dạ. Rồi chú sữa bên nào đây, hay là cây này luôn đi anh Sang ơi. Dạ, cây này đi. Hôm nay cây sồi này tới hồng xiêm đi quý cô chú ơi. Dạ. Sabochê cây này thì em có đo rồi ha. Dạ. Là từ đây lên đây là 2m4. 2m4 này nó ra mầm này cô chú anh chị ha. Ra mầm luôn anh hả? Dạ, nó ra rồi. À, bắt đầu đẩy mầm lên ha. Dạ. Rồi nó ra rồi. À, mà trên này nó kéo ha, sò dạ. Nó mô hết rồi. Dán bài bài lượng lượng nữa chú. Ở dạ. Dưới này thì mình nhìn rõ hơn nè. Đấy. Dạ. Cuốn rất mạnh của chú ha. Rồi đây là mầm nó ra nè. Cây này là cây hồng xiêm nha chú. Cây hồng xiêm rất là già luôn. Ngoài ngay vị trí này là 70 của chú anh chị. 71 anh tính 70. Dạ. Rồi. Đừng, cây này thì nó là hai cây của chú anh chị. Dạ. Hai cây mà nó dính nhau từ đời nào của chú. Bây giờ nó như một cây đây của chú nhìn. Đây không biết là hai cây đâu. Đường kính bầu 120. Nó dính luôn rồi nào. Nhưng mà cây này không thể tách rời nữa rồi. Tại nó dính cùng với nhau rồi. Cây dưới này thì nó ra rất là mạnh rồi anh Sang ha. Dạ. Cây kia thì nó đi chắc cái thân nó dài cho nên nó đi hơi chậm. Dạ đúng rồi. Cổ này ngắn cho nên nó đi lẹ nữa chú. Nhựa nó đi lẹ cho nên nó đẩy được lên nhanh. Cái cây này cô chú anh chị sau này thí dụ nó ra rồi là mình bẻ ra cái phong tàn theo như ý của em là nó rất là đẹp ha. Cổ tàn rất là đẹp. Cây kia thì nó đẩy lên tới ngọn rồi đó cô chú, nó chưa ra như ở dưới này thôi nhưng mà dạ. Nó đang quá trình nó cũng đẩy lên đây. À. Rồi. Cây này giá sao đây anh ơi? Mã này mã 25 phải không ạ? À? Mã 30, 29, 30. Rồi giá sao đây? Dạ mã 20 30 là em xin giao lưu của chú anh chị là 7 triệu ha. Em bao ship 200 km. 7 triệu thôi anh Sang hả? Dạ. Cái này rất là to của chú nhưng mà ảnh giao lưu chỉ 7 triệu thôi ha. Dạ. Này tiền phí không cũng muốn hết rồi anh hả? Rất là dạ, tùy theo xa gần, nếu mà nó gần thì nó đỡ, xa nữa thì cũng như không có lo. Dạ. Tại vì cái này phải đi ship bằng xe tải của chú anh chị. 7 triệu. Mã số 30. Dạ. Rồi tiếp tục giúp em luôn, kế bên luôn đi anh ơi. Ở dạ, đây cũng là một cây Lekima của chú anh chị. Lekima. Lekima này em cắt cái dáng trực văn nhân đấy của chú anh chị. Cao 1m8 ạ. Dạ. Dạ. Chơi trực văn nhân luôn. Có cái phía bên đây mình nhìn có cái cạnh quanh ngay vị trí 52 của chú anh chị ạ. 52. Quanh thân 52 anh ha. Dạ. Cũ đế vậy thôi ha. Dạ, thoát thân đi. Thoát thân là 1,5m của chú anh chị. Thoát 1,5m của chú ơi, thoát thân 1,5m.
Cây thì cũng khá là khỏe luôn, mà cắt kéo này. Nên ở trên này nó, em không có đánh cái bạc mà nó cũng đùn đùn đẩy hết. Dạ. Yeah. Chung là cây đang khỏe anh ha. Dạ. Yeah. Rồi giá luôn anh Sang ơi. Dạ, cây này em xin giao lưu của chú anh chị là 3 triệu ha. 3 triệu thốt mét rưỡi của chú ơi, mình chơi một cái cành rớt văn nhân gì đó. Dạ. Khi mà nó có trái treo cũng rất văn nhân, là mình quay cái hướng này thì cô chú anh chị nhìn nó rõ hơn. Rồi đó. 3 triệu anh Sang ha. Dạ. Thốt một cốt mét rưỡi sạch sẽ quá chú. Trơn tru sạch sẽ. Rồi tiếp tục luôn anh ơi, mã số 32. Mình có một cây vú sữa. Rồi chiều cao tới mặt bầu đi, 105. Ngoài ngay vị trí này 108. Rồi ngoài ngay vị trí đó 108. Đường kính bầu 108 đúng không ạ? Dạ, đế này thì nó cũng khá là đều đặt hết nha chú ha. Đế đều đặt hết luôn. Cây thì con thấy trước mắt là cây cũng rất là già. Chú xem kỹ cái da ha. Cũng già cây. Nó sạm đen đi. Không một lỗ gì hết trơn anh ha. Dạ. Liền lạc hết ha. Dạ. Cây này đế này khá đẹp nè, đa đế lồm lồm. Rồi, đế thì đều hết luôn. Dạ. Đế đều hết luôn. Đế nằm trên rồi đế đi xuống dưới nó rất là dày ha. Một cốt bốn cái thân chính lớn anh ha. Dạ. Cắt lại. Rồi cây này giá sao đây anh ơi? Dạ, cây này em xin giao lưu của chú anh chị là 7.500.000 ha. Em bao ship 7.500.000 chú ha. Dạ, cái này em bao ship 200 km, nhưng mà cô chú anh chị ở xa thì em vẫn cứ thương lượng phí ship thì em vẫn cứ bao toàn quốc rồi ha. Nếu mà cô chú anh chị mà phụ thêm phí ship cho em á. Ảnh xử lý bằng cắt rồi nó làm rất kỹ của chú ơi. Đây bằng cắt nó bắt đầu kéo vô. Từ từ nó kéo lên ha. Dạ, nó hơi hơi. Nhưng mà dấu hiệu là nó đang kéo vô. Dạ đây. Nó mới. Tại cây nó còn mới á. Dạ, rồi tiếp tục luôn anh ơi. Dạ. Kế bên đây luôn nè. Dạ. Cái này luôn. Cây này chiều cao tới mặt bầu là 1m07. Dạ, cũng là vú sữa của chú ha. Dạ. Cũng là một cây vú sữa luôn. Mọi người vị trí này 110. Cây này thì đế cũng y gan như cây kia, chứ cũng khá đều hết trơn luôn ha. Ở đây có mặt cắt ảnh cũng xử lý cho mình. Đường kính bầu là 1m16. Đối với mấy cây vú sữa lớn to khủng này thì mình bắt buộc mình chơi bonsai lại thì phải có mặt cắt khéo của chú. Không đường nào tránh khỏi. Thì nó là một cây lớn ở ngoài, tự nhiên mình cắt xuống. Mấy cây này ở ngoài tự nhiên là cái tàn mười mấy 20 mét. Tàn cả chục mét đó chú. Thân thì cao cũng tầm mấy mét. Để điều ghen. Dạ. Rồi cây này giá sao đây anh? Dạ, cây này em cũng xin giao lưu của chú anh chị là 7.500.000 nữa ha. 7.500.000. Dạ. Vẫn là bao ship 200 km. Rồi cô chú anh chị mà phụ thêm phí ship cho em thì em sẽ ship đi miền Trung hoặc miền Bắc được hết ha. Dạ. Dạ. Rồi tiếp một cây nữa là mình kết thúc luôn anh ơi. Dạ. Cây vú sữa luôn ạ. À. Mã số mấy đây? 32, 33, 34, 34. Là cao 1m20 của chú anh chị. Dạ, 1m20. Cây này thì cũng là lò rèn luôn anh hả? Dạ, cũng là lò rèn luôn. Đang ra được, đang búng lên rồi nè quý chú. Dạ. Búng mạnh lên rồi nè. Cái này thì cũng vừa tầm, không có lớn mà cũng không có nhỏ.
Ngay vị trí này được 85 của chú anh chị. Dạ 85. Dạ. Đường kính bầu được 97 ạ. Cây này đế thì vừa chơi thôi của chú anh chị. Đế vừa. Một cốc lên hai thân vậy đó anh ha. Dạ. Rồi giá luôn anh ơi. Là cái này em xin giao lưu của chú anh chị 5 triệu 500 ngàn ạ. 5 triệu rưỡi của chú đế cũng có ha. Đế cũng khá cộng to to không. Bầu đồ này nó làm rất kỹ luôn chú ơi. Dạ. Rồi cũng là cây cuối clip hôm nay luôn anh ha. Dạ vâng. Rồi mình chào luôn anh Sang ơi. Dạ con cũng cảm ơn cô chú ha. Đã xem video ha. Và mong rằng cô chú xem những cái cây nào đó được thì cứ alo cho em nha. Thì em cũng xin chúc cô chú một ngày luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Và dạ. Em xin kính chào cô chú anh chị ha. Dạ, dạ. Con cũng kết thúc đây ha chú. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip tiếp theo.